quý cô bác tuổi kỷ dậu kính mến để biết được số mệnh của mình trong tháng 3 âm lịch năm quý mão 2023 tới đây gặp hung hay cát phúc hay họa giàu hay nghèo làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và làm sao để đốn được nhiều vận may tới với mình hôm nay mình được tử vi rất vui khi gặp lại quý cô bác trong chuyên mục tử vi 12 con giáp Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình và tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 được các nhà chiêm tinh học nhà tự vi học phương đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao sự chuyển biến của thiên can địa chi và ngũ hành của bản mệnh tuổi Kỷ Dậu chỉ ra rằng trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, người tuổi Kỷ Dậu được các tinh trợ mệnh, thần tài giận bước sẽ đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa có được cơ hội trúng số trúng thưởng rất lớn con giáp này sẽ thay đổi cuộc đời từ đây vậy vận trình cụ thể ra làm sao xin mời quý cô bác tuổi kỷ dậu cùng theo dõi lá số tử vi của mình ngay sau đây nhé Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Người tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, thuộc mệnh Thổ, đại trạch Thổ, nghĩa là đất nhà lớn. Kỷ Dậu là người có trách nhiệm, tính tổ chức và tinh thần kỷ luật cao. Họ rất chuyên cần, làm việc hiệu quả có khả năng hoàn thành nhiều nhiệm vụ. Con giáp này sẽ nhận trách nhiệm mà không trông chờ được đền đáp, động cơ thúc giục họ chính là thành công. Kỷ Dậu để ra tiêu chuẩn cao cho bản thân và mong đợi những người khác làm theo và chạm có thể xảy ra với đồng nghiệp khi các điều kiện này không được đảm bảo con giáp này nên học cách không đòi hỏi quá cao ở người khác và không nghiêm trọng hóa vấn đề kỳ dậu ổn định và tính thực tế kỳ dậu thường điềm tĩnh và chín chắn họ khá dè dặt và thận trọng khi đưa ra quyết định không nguyên bác như những tuổi dậu còn lại kỳ dậu nổi trội bởi trí thông minh mang tính thực tế kết quả của những quan sát bền bỉ và sự ngấm dần những bài học mà cuộc đời đã dạy sự trầm tĩnh của kỳ dậu có thể chuyển thành những thay đổi mang tính triết lý ở tuổi trung niên con giáp này có thể có niềm tin sâu xa ở tôn giáo và các lĩnh vực tâm linh kỷ dậu có nhu cầu hết sức lớn về an toàn vật chất và tình cảm cũng giống như những chú gà chẳng muốn rời xa trang trại người tuổi này hạnh phúc nhất khi sống giữa môi trường quen thuộc đã lâu họ không muốn có những trải nghiệm mới kỳ lạ tuổi dậu không phải con giáp dễ tính nhất và hơn ai hết họ hiểu rất rõ điều này người sinh năm dậu cần bạn đời biết chấp nhận những tính cách kiểu dậu và không phản đối việc họ thường xuyên cục ta cục tác quảng bá cho mình đổi lại, bạn đời sẽ được đền đáp bằng đức tính cần mẫn và lòng trung thành vĩnh viễn của tuổi dậu. Những phẩm chất này đặc biệt ăn sâu ở kỳ dậu, con người cực kỳ đáng tin cậy và trung thành tới tận xương tủy. Hết mình vì gia đình, bất kể là nam hay nữ, kỳ dậu sẽ vận dụng tối đa khả năng để hoàn thành các trách nhiệm gia đình. Nếu là người trụ cột, họ sẽ cố gắng đảm bảo mọi nhu cầu vật chất và tiện nghi của người thân. Nếu là người nội trợ, họ sẽ giữ cho nhà cửa luôn sạch sẽ và yên ấm. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Kỳ Dậu, sinh năm 1969, trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý cô bác cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, theo tử vi tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023. Người tuổi Dậu chính con giáp này có thể nhận ra rằng sự nghiệp của mình đang có những bước tiến triển đáng mừng cục diện ngủ hành, thìn dậu nhị hợp phù trợ, mang tới nhiều điều may mắn, nếu bản mệnh có thể nhận ra và nắm bắt kịp thời thì tương lai được thăng chức tăng lương sẽ chẳng còn xa. Khoảng thời gian này, người tuổi kỳ dậu đã lập ra các kế hoạch mục tiêu cho công việc của mình, chính vì vậy mà dù có bận rộn thế nào đi nữa, bạn cũng vẫn có thể giải quyết được công việc một cách rất tuần tự, không bị lâm vào cảnh bối rối. Vận trình trong tháng có cát khí lan tràn, mưu sự dễ thành, công việc đều diễn ra đúng theo như kế hoạch, phong cách làm việc khoa học của bạn, được lãnh đạo đánh giá rất cao, một số việc còn tồn động trước đó, cũng được giải quyết nhanh gọn, tinh thần hăng say, giúp cho người tuổi này đạt được hiệu suất rất cao trong công việc, đôi khi còn khiến người xung quanh ngỡ ngàng và thán phục. Mặc dù con giáp này vẫn có không ít thách thức, nhưng bản mệnh vẫn có thể vượt qua, nhờ khả năng ứng biến linh hoạt, lại thêm lối tư duy nhạy bén, làm việc chuyên nghiệp, đi đâu làm gì bạn cũng được mọi người coi trọng, để bạn đảm nhiệm trọng trách. Người làm kinh doanh, buôn bán, các mối quan hệ xã giao cũng phát triển hài hòa, góp phần thúc đẩy, giúp cho việc hợp tác làm ăn của người tuổi Kỷ Dậu thêm thuận lợi, bạn cũng mạnh dạn hơn trong việc mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm nhiều đối tác và khách hàng có tiềm năng, càng mở ra nhiều cơ hội làm ăn rất tiềm năng trong thời gian này. Với những ai đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh, buôn bán, đầu tư nào đó thì đây là thời điểm lý tưởng để triển khai, vạn sự khởi đầu nan, dẫu trong quá trình tiến hành có vấp phải khó khăn cũng là chuyện thường tình, bởi không có việc gì lại dễ dàng ngay từ đầu, người tuổi Kỷ Dậu cần hết sức kiên nhẫn. Tuy nhiên, dưới tác động của nguyệt lệnh lâm thay, một số người trở nên thiếu quyết đoán hoặc hay thay đổi, có thể sẽ gặp phải những khó khăn khó nhất định khiến cho bạn trở nên do dự, thiếu sự quyết đoán. Bản mệnh tuổi kỳ dậu cần cổ vũ bản thân cố gắng hơn, bởi chỉ có cố gắng, bạn mới có thể hoàn thiện bản thân, phát hiện ra thế mạnh của mình và gặt hái được thành công. Về mặt tài vận vận trình tài lộc của người tuổi kỷ dậu, sinh năm 1969, trong tháng 3 âm lịch, năm quý mão 2023, đang có được những điểm sáng đáng mừng, bạn đang có được báo hiệu đón một tháng tài lộc nở hoa, tin vui tới tấp. Cục diện ngủ hành nhị hợp nâng đỡ, giúp cho túi tiền của người tuổi kỷ dậu không ngừng đầy lên, đường tài lộc của con giáp này có nhiều chuyển biến tích cực, bạn đang có những bước tiến đột phá, công việc tiến triển ngoài mong đợi, nên tài lộc không ngừng khởi sắc tài chính tăng vọt người làm công ăn lương vẫn có thu nhập ổn định từ nguồn lương cứng của mình với những năng lực mà bạn đang thể hiện bạn hoàn toàn có cơ sở để mạnh dạn đưa ra đề xuất mức lương tăng cho xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra bạn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao lãnh đạo thậm chí muốn động viên tinh thần làm việc của bạn nên chắc chắn sẽ thưởng cho bạn một khoản tiền xứng đáng bên cạnh đó bạn vẫn có được những nguồn thu nhập từ thứ tài bằng các nghề tay trái như công việc làm thêm kinh doanh buôn bán giúp cho bạn tạo thêm nhiều nguồn thu đáng kể ở thời điểm này với những người làm kinh doanh, buôn bán, bạn gây dựng được niềm tin cho khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tới tấp, có thể người làm ăn, buôn bán sẽ phải hơi vất vả một chút, song kết quả thu được sẽ khiến bạn hài lòng và khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Việc hợp tác diễn ra khá thuận lợi, bạn làm quen được với những đối tác khách hàng đáng tin cậy, đôi bên cùng hướng tới một mục tiêu và trao đổi các điều khoản rõ ràng trong hợp tác nên ít khi xảy ra tranh chấp, mọi việc cũng tiến triển theo đúng kế hoạch mà đôi bên đã đề ra. Trong tháng 3 âm lịch này, người nào đang có ý định khởi nghiệp, kinh doanh, thì có thể bắt đầu, vì các khí đang vượng, khá phù hợp. Có điều, may mắn đến và cũng có thể đi bất cứ lúc nào, quyết định thành hay bại vẫn ở chính khả năng và sự nỗ lực của bạn, đừng ngủ quên trên chiến thắng quá sớm, kẻo cơ hội sẽ trôi qua đáng tiếc. Vận khí có cắt tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, con giáp này cũng nhận được khoản tiền bất ngờ, có thể là bốc thăm chúng thường được phần quà nào đó, thậm chí là trúng số, giúp cho tài khoản của con giáp này không ngừng đầy lên. Tuy nhiên, người tuổi kỳ dậu trong tháng này, không chỉ gặp được nhiều may mắn về tài lộc, mà bạn vẫn có tiềm ẩn những dấu hiệu phá tài, nguyệt lệnh lâm thai, vẫn sẽ mang đến ít nhiều các tác động không mong muốn, đặc biệt là với những ai chập chững bước vào lĩnh vực mới, bạn thường xuyên trần trừ, do dự, dễ tin người, nên dễ rơi vào bẫy của kẻ xấu, mà gây hao tổn về tiền tài. Người tuổi kỳ dậu cần cẩn trọng hơn trong cách nghĩ và hành động, thường xuyên bổ sung kiến thức từ sách vở, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ những người đi trước, để tránh vấp phải những sai lầm đáng tiếc nhé. Về mặt tình cảm, xem tử vi tháng 3 năm 2023 tuổi kỳ dậu âm lịch cho thấy, về phương diện tình cảm của người tuổi kỳ dậu đang có những dấu hiệu tích cực. Chuyện tình cảm của người độc thân có chuyển biến đáng kể, một phần cũng nhờ tác động của các cát tinh. Tháng 3 âm lịch này, bạn tự tin và cởi mở hơn với mọi người xung quanh, để nhiều người thấy được ưu điểm của mình, vì thế sẽ có rất nhiều người tỏ ý muốn kéo gần khoảng cách với bạn đấy tuy nhiên dù có đào hoa thế nào đi nữa bạn cũng cần tự nhắc nhở bản thân mình chân thành với người khác đừng giữ quan hệ mập mờ với quá nhiều người rồi cuối cùng lại đẩy mình vào những mối quan hệ phức tạp gây tổn thương cho những người thân yêu của mình người tuổi kỳ dậu cũng chớ nên quá nhẹ dạ cả tin dễ dàng dành tình cảm cho những kẻ chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt câu nói cổ xưa mật ngọt chết ruồi chẳng bao giờ sai và trước khi quyết định đến với ai bạn nên trò chuyện tìm hiểu để hiểu rõ hơn về con người của đối phương nhé với người đã lập gia đình, bạn và người ấy được sống trong một bầu không khí hài hòa và hạnh phúc. Bạn biết cân bằng cuộc sống và sự nghiệp, nhờ đó mà có thời gian quan tâm và chăm sóc bạn đời của mình chu đáo hơn trước. Bạn thấy đấy, nhiều khi chỉ cần những hành động rất nhỏ nhặt thường ngày, chẳng cần đau to búa lớn làm gì, tình cảm của hai người vẫn sẽ được hâm nóng và cải thiện, đôi bên đều cảm nhận được tình cảm đối phương dành cho mình. Về mặt sức khỏe. Bước sang tháng 3 âm lịch, năm quý mão 2023. Sức khỏe của người tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969 được duy trì khá tốt. Tháng này tinh thần của người tuổi Kỷ Dậu khá lạc quan tích cực giúp bạn giảm bớt được nhiều điều lo nghĩ, chăn trở ở trong lòng, luôn sẵn sàng bắt tay vào công việc và nhiệm vụ được giao. Và để duy trì một cơ thể khỏe mạnh, người tuổi Kỷ Dậu hãy luôn nhớ là cần rèn luyện thể dục thể thao đều đặn, đồng thời ăn những đồ ăn, thức uống cân bằng dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe. Không nên ăn nhiều đồ dầu mỡ, cay nóng và cũng không nên thức khuya dậy sớm quá nhiều. Ngoài ra, sự thay đổi thất thường của thời tiết trong tháng 3 âm lịch này cũng làm cho con người ta rất dễ cảm thấy mệt mỏi, cơ thể thiếu hăng hái, dễ mắc các chứng bệnh như cảm cúm hay ốm vặt bệnh truyền nhiễm, người tuổi kỳ dậu nên biết giữ mình, bảo vệ bản thân, có như vậy sức khỏe của bạn mới luôn được đảm bảo. Phong thủy bàn làm việc cho người tuổi kỳ dậu, sinh năm 1969. Nam tuổi kỳ dậu, sinh năm 1969, ngồi làm việc hướng nào tốt? Phương vị đặt bàn làm việc là ở chính bắc của văn phòng làm việc. Vì nam giới tuổi kỳ dậu thuộc đông tứ mệnh nên hướng ngồi làm việc tuổi 1969 nam cần được quay về một trong các hướng tốt: Đông Diên Niên, Bắc Sinh Khí, Đông Nam Phục Vị, Nam Thiên Y. Hướng Đông Diên Niên củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu để bạn có chỗ dựa vững chắc hoàn toàn yên tâm khi phát triển sự nghiệp. Hướng Bắc Sinh Khí giúp bạn tăng cường thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài hướng đông nam, phục vị, củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong sự nghiệp. Hướng nam, thiên y, cải thiện sức khỏe để làm việc năng suất, hiệu quả. Vì kỳ dậu có niên mệnh thuộc thổ, nên phong thủy phòng làm việc tuổi 1969 sử dụng bàn làm việc dạng hình chữ nhật với các màu vàng, vàng đất, nâu đỏ, xám hoặc màu đỏ vì màu vàng, màu vàng đất là màu bản mệnh của bạn, còn màu nâu đỏ, màu đỏ là màu tượng trưng cho hành hỏa, theo quy luật tương sinh thì hỏa sinh thổ, rất tốt cho người tuổi kỳ dậu. Nữ tuổi kỳ dậu, sinh năm 1969, hợp hướng bàn làm việc nào? Phương vị đặt bàn là thần tài của người sinh tuổi kỳ dậu là ở chính bắc của văn phòng làm việc. Vì nữ giới tuổi kỳ dậu thuộc Tây tứ mệnh nên hướng ngồi làm việc tuổi 1969 nữ cần được quay về một trong các hướng tốt Tây bắc diên niên, đông bắc sinh khí, tây nam phục vị, tây thiên y. Hướng tây bắc diên niên củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu để bạn có chỗ dựa vững chắc hoàn toàn yên tâm khi phát triển sự nghiệp hướng đông bắc sinh khí giúp bạn tăng cường thu hút tài lộc danh tiếng thăng quan phát tài hướng tây nam phục vị củng cố sức mạnh tinh thần mang lại tiến bộ của bản thân may mắn trong sự nghiệp hướng tây thiên y cải thiện sức khỏe để làm việc năng suất hiệu quả vì kỳ dậu có niên mệnh thuộc thổ nên bố trí phòng làm việc hợp tuổi kỳ dậu sử dụng bàn làm việc dạng hình chữ nhật với các màu vàng, vàng đất, nâu đỏ, xám hoặc màu đỏ vì màu vàng, màu vàng đất là màu bản mệnh của bạn, còn màu nâu đỏ, màu đỏ là màu tượng trưng cho hành hỏa theo quy luật tương sinh thì hỏa sinh thổ rất tốt cho người tuổi kỳ dậu. Ngoài ra, phong thủy phòng làm việc cho tuổi kỳ dậu, sinh năm 1969 trên bàn làm việc cũng nên có có một bức tranh vui có ý nghĩa trường hợp này dùng khi các bạn làm việc quá căng thẳng sẽ nhìn vào bức tranh đó tạo cảm giác nhẹ nhàng sẽ giảm bớt áp lực trong công việc bố trí giấy tờ cũng như máy vi tính gọn gàng các bạn cần lưu ý máy vi tính cũng xếp cho đúng hướng trên bàn làm việc phải có những vật khí phong thủy mang biểu tượng sự quyền lực, một cột thủy tinh, hoặc quả cầu thạch anh có tác dụng ngưng tụ năng lượng trong không gian về một điểm, tăng khả năng tư duy logic hay đối với những người hay phải đi công tác xa thì nên đặt đôi ngựa đồng nhỏ trên bàn làm việc theo phong thủy làm như vậy sẽ giúp mọi chuyến đi được thuận buồm xuôi gió. Hoặc có thêm cây để bàn làm việc như, hoa trạng nguyên, hoa hồng môn. Một số điều cần tránh khi chọn hướng bàn làm việc cho tuổi kỷ dậu, sinh năm 1969. Phía trước hướng bàn làm việc cho tuổi kỳ dậu, sinh năm 1969. Tránh bàn làm việc đối diện với cửa ra vào khiến tư tưởng người làm việc luôn bị phân tán, trì trệ, hiệu quả công việc thấp hay mắc sai lầm, có nhiều người đối địch. Không để bàn hội họp hoặc bàn tiếp khách không được đặt đâm thẳng trực xung với bàn làm việc. Không đặt bàn làm việc đối diện với cửa toilet, rất ảnh hưởng trí tuệ và sự minh mẫn, có cảm giác lúc nào cũng muốn đi toilet. Nên đặt toilet ở phía ngoài công ty trong phạm vi cho phép không nên đặt bàn hướng ra và cầu thang vì cầu thang là một chỗ tranh vinh sẽ tạo cảm giác bất an cho người ngồi làm việc. Phía sau bàn làm việc. Phía sau chỗ ngồi làm việc không nên có cửa sổ. Cảm giác bị bất an, được ví như có kẻ trộm đang rình rập. Cửa sổ nên đặt bên hông văn phòng là tốt nhất. Phía trên bàn làm việc. Khi hướng phòng làm việc tuổi 1969 thì gia chủ nên lưu ý phía trên bàn làm việc không được có xà ngang hay đèn trang trí treo, sẽ ảnh hưởng đến đầu óc cũng như sự thăng quan tiến chức. Vâng, kính thưa quý cô bác, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Kỳ Dậu, sinh năm 1969. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại